và bạn Pate sẽ mua đồ để ngày mai làm thử thách hết. Phải chào các bạn chưa? Đừng nhìn mỏ Nhi, đừng nhìn mỏ Nhi. Đừng nhìn tóc tôi. Lật lạc quá, lật lạc. À, hôm nay đi chơi thôi. Còn tôi thì vẫn đi làm Austin trong... Đi lẹ nó nhiều quá. Đi đâu mà mất trơn rồi. Không tìm thấy được nữa. Bây giờ phải đi kiếm. Đang làm gì kìa? Đi kiếm kẹo đi. Mấy cái đồ làm kẹo đồ đâu. Gấu rau nè. Gấu rau nè, gấu rau nè. Gấu rau. Bobby. Bobby tắm biển đi. Trời ơi, sao nhìn tay chân gì cũng rủng quá vậy trời. Con heo, đây là con heo, còn đây là con thỏ, đây là con khoan thỏ. Nam khoan thỏ, đây là con mèo chó. Thỏ chó. Thỏ chó. What? Con thỏ tinh, nạn gấu tinh. Đã nạn heo, nạn gấu. Còn này là con không. Còn đây là con trồn tinh. Xin chào. Xin chào các bạn. Hôm nay cậu tới đây để làm gì vậy? À, tôi tới đây để đây. Như các bạn cũng đã biết thì lúc nào tôi đi tôi cũng có một nhiệm vụ cả, đó chính là một là xách đồ, không xách đồ thì cũng khiêng đồ, không khiêng đồ thì cũng làm xe ôm. Bởi vậy các bạn phải biết thương tôi. Hãy yêu thương tôi và mến tôi nha các bạn. Tôi thấy đáng thương. Hãy không đi, không đi, không đi đừng nghe. Hay không nước mắt ướt đẫm chứa chẳng trong lòng. Tôi cảm thấy tôi bị đơ quá thôi. Ai trà sữa không? Ai cho lòng cho huyết cho heo gì không? Tôi không kiếm được màu xanh nha, tôi không kiếm được màu xanh. Hôm nay tới đây để làm gì vậy? Hôm nay mình tới đây để mua đồ làm thử thách. Nhưng mà nãy giờ mình chưa có kiếm được đồ ăn mà mình toàn mua đồ nhựa không à. Chủ yếu là cầm không xong mà đòi cầm đồ biển. Cho nó bể. Thì nó đi mua đồ thêm rồi, còn tôi phải tốn tiền, tôi trả tiền à. Không có được lợi ích gì á, vừa xách đồ, vừa chở xe ôm, vừa trả tiền nữa, coi quá trời đồ nguyên xe luôn. Tiền đâu mà chịu nổi, nào cũng vậy hết. Nhưng mà thôi, cũng là mình hưởng chứ ai hưởng quá. À, nhìn cái cuối cùng nè, cuối cùng kìa. Có mấy chục ngàn à, mười mấy ngàn à. Cái gì mà? Cái cuối cùng có 4 triệu mấy chứ nhiêu. What? Đây nè, thấy không? Các bạn nhìn kỹ đi. 4.018.000 giờ anh dơ bên em đó. Anh dơ bên em, anh lấy nét cho em thuyết trình nha các bạn. Cái bill 4.018.000. Nhi có hùng tiền mà, 18.000 là của Nhi đó. 18.000 là của Nhi đó. 4 triệu là cà thẻ của ổng. Cảm giác của bạn thế nào? Nhìn là biết rồi. Là còn phải xách nữa đó, chứ không phải là trả tiền là xong đâu. Mất. Có hùng có 18.000 à. Mất có 2 tháng lương chứ nhiêu. Hùng có 18.000 à. Coi kìa, nó dài vậy nè. Giống như mà đập bạn kiểm điểm vậy. Đây là số táo quân. Tại vì còn phải xách nè, xách về nè. Xách ra đường lấy xe nè, về nè. Còn phải chở về nữa. Khổ vậy nè. Và cái đống này là hứa hẹn là sẽ được cả chục cái clip. Các bạn nhớ subscribe để chờ clip của tụi mình nhé. Xin mời cả nhà.
ngon. Uống nước ngon. Mất 4 triệu ngon. Hết ngon. Cũng phải gán nuốt chứ, để có sức để xách đồ về. Mất 4 triệu mà nó ăn ngon như là gì? Trong khi mình mất 18 ngàn mà mình mất ăn mất ngủ. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để đón chờ những cái video mà tụi mình sẽ làm của cái xe 4 triệu này nhé. À, 4 triệu á. Bye bye.